Lạy Chúa, cho đến khi nào thì Ngài mới tái lâm? Dạ phải. Chúng con ngày đêm thiết tha mong ngóng Ngài tái lâm. Amen. Hiện nay có nhiều người biết rằng Chúa sẽ sớm đến, nhưng họ không cảnh tỉnh chuẩn bị, cũng không đón chờ Ngài tái lâm. Ta nên đón chờ thế nào để phù hợp với ý muốn của Chúa? Đức Chúa Giê-xu đã phán rất rõ ràng: đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến, hãy đi ra để rước người. Hễ chúng ta nghe thấy tiếng Chúa thì phải ra nghênh tiếp Ngài. Vậy mới là cảnh tỉnh và đón chờ sự tái lâm của Chúa. Ta có thể nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa hay không tùy vào việc có nghe được tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta khi tái lâm. Không cần phải nghe thấy tiếng Chúa thì ta mới được cất lên. Amen. Sao có thể chỉ ngồi chờ sự mặc khải của Chúa được? Phải. Chúa có hành động như vậy không? Có phải Chúa kêu chúng ta chờ đợi sự mặc khải của Ngài không? Nếu có người làm chứng rằng Chúa đã đến mà ta không tìm kiếm hay tìm hiểu cẩn thận thì làm sao chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa chứ? Chúng ta chỉ cần tập trung dốc sức làm việc cho Chúa và chú tâm đón chờ Ngài tái lâm. Chỉ vậy tụi anh mới có thể được đưa vào thiên quốc. Đức Chúa Giê-xu đâu có nói chỉ cần dốc sức vì Ngài là được vào thiên quốc. Đức Chúa Trời toàn năng phán: mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng đến cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế một cách tệ hại thì luật trời sẽ không thể dung thứ nếu như ngươi muốn bước vào vương quốc của ta. Cái gì? Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Ước gì ba được chứng kiến Ngài tái lâm. Khi bỏ lỡ một cơ hội thì chúng ta sẽ không thể lấy lại được nữa. Bài học của ba thật sự vô cùng đau lòng. Công tác của Đức Chúa Trời không bao giờ chờ đợi. Bất kỳ người nào không thể theo kịp tốc độ của Ngài và tâm tính công chính của Ngài không tỏ lòng thương xót đối với bất kỳ ai. Đức Chúa Trời đang phán với nhân loại. Đây chính là tiếng của Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Giê-xu tái lâm, Đức Chúa Trời toàn năng, cũng đã mặc khải nhiều lễ mầu nhiệm, có phải vậy không? Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời toàn năng đã đến. Ngài không chỉ hoàn thành mọi lời tiên tri của Đức Chúa Giê-xu, mà hơn nữa, những lễ mầu nhiệm vĩ đại trong quá khứ, ở hiện tại và cả trong tương lai. Ừ. Những lễ mầu nhiệm liên quan đến kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, toàn bộ đều được mặc khải cho chúng ta. Phải, đúng vậy, Đức Chúa Trời toàn năng chính là Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Ngài chính là Đức Chúa Trời thật duy nhất tạo ra trời đất và vạn vật, tể trị muôn loài. Amen. Ta có thể nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời và trở về trước ngai của Đức Chúa Trời. Đây chính là ân điển của Đức Chúa Trời. Amen.